Và bây giờ đến phần giao lưu của câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Long Thành. Chương trình của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Tự hào và biết bao trình, chúng ta cùng nghe 20 câu đảo ngũ cung, bài ca mang tựa đề Nhớ mãi mùa thu, một sáng tác của cố tác giả Anh Liệt. Bài ca này sẽ do Phan Văn và Thanh Hương trình bày. Dòng thời gian lặp lại những trang sử vàng của dân tộc, ta như sống trong những âm gian đau của thời đại hùng. Dân ba tiếng ngôn cho thế
Chương trình chúng ta cùng nghe bài vọng cổ nhịp 32 dưới ngọn cờ tổ quốc, nhạc sáng tác của Văn Cao, viết lời cổ Lý Bông Dừa. Bài ca này chúng ta cùng nghe qua sự thể hiện của Thái Hùng. Hồn vung Việt Nam đi, chung lòng cứu quân, bước chân rồn vang. Tôn vinh bao lớp mối sinh tranh
vẫn chưa thôi niềm vui chung khắp trong tim niềm tin kết tròn đồng Việt Nam ơi đã luôn soi đường Bắc Trung Nam hẹn ngày đất mẹ bình yên chiến công hoài hùng làm qua dân cùng nghe hai câu dụng cổ trích trong bài ca Nỗi lòng người mẹ, một sáng tác của Đình Vũ, và bài ca này sẽ do Dương Hồng Thắm trình bày. Rồi đi con, đi mà. Tới chưa? Đây, tới rồi. Trời ơi, lâu quá rồi, đâu có lên trong trời, bây giờ nó lạ quá trời ơi. Đây, con nói má nghe nè, đây là nghĩa trang liệt sĩ của huyện Long Thành mình đó má. Trời, má thấy lạ không? Má thấy lạ, mà bây giờ nó khang trang quá, má nhìn không có ra. Dạ. Trời ơi, lúc trước má lên, bây giờ mà không có con là má đi chất quốc luôn, má đâu có biết đường đi đâu. Trời ơi, nó khang trang quá bây. Con biết rồi, bây giờ con nói má nghe nha. Hả? Bây giờ má ở đây thăm các anh em chiến sĩ. Con về cơ quan có chút việc, rồi con trở lại đây rước má. Nha. Rồi, con đi nha. Rồi, thôi bây giờ con có chút việc thì con đi. Đi dạ. Xong cái bay quay lại bay rước má nha. Rồi, con quay lại con rước má. Rồi, bay đi đi. Bay đi đi. Trời ơi, xong công việc nhớ rước má nha con. Dạ. Trời ơi, bây giờ nó khang trang quá. Tôi nhìn đâu có ra. Không có con bãi, tôi không biết đường đi luôn à. Tụi con ơi. Má về má thăm nè. Con bãi Thằng Út đây nè. Má ra má thăm nè. Con Út Ngọc. Rồi
nước bình an trước mưa bom bão đạn của để có ngày con mẹ được đoàn viên mẹ sẽ ôm con vào lòng tự hào sung sướng nhưng rồi một hôm nhận được thư báo tin mẹ không tin đó là sự thật. Và đời đời chúng ta không bao giờ có thể quên được sự hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng. Và chúng ta không thể nào quên được công ơn của các bậc tiền nhân đi trước, của cha ông đi trước đã hiến thân mình để chúng ta có được một Việt Nam độc lập ngày hôm nay. Chúng ta cùng thưởng thức ba lớp phố lục bài ca mang tựa đề Hào khí Đồng Nai, một sáng tác của cố tác giả Anh Liệt. Bài ca này một lần nữa chúng ta cùng thưởng thức qua giọng hát của Thái Hùng và Phan Văn. Thưa bà con, cách đây hơn nửa thế kỷ, sân bay Biên Hòa là nơi xuất phát của không lực Mỹ chuyên đi bắn phá miền Bắc và các vùng giải phóng. Chúng đã xây dựng và bảo vệ sân bay vô cùng kiên cố. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Từ năm 1964 đến năm 1968, lực lượng vũ trang Biên Hòa đã chính lần dội bão lửa xuống nơi đây, gây tổn thất nặng nề cho quân địch. Và đáng kể nhất là trận tập kích đầu tiên vào sân bay Biên Hòa đêm 30 rạng sáng 31 tháng 10 năm 1964. Một chiến công mãi còn vang.
đầu năm gốc phải bàng hoàng thông đồng. Dội báo lửa vào tiêu sân bay liên hoa chim trong quá ngục trần gian lửa rực đó chắc trời thiếu đôi mầm mong ngoài sân bay qua sân trái đen không lực qua kỳ tan tác khói thay. Lừng lấy khắp năm châu đàn tối cô cho mỹ bể đầu trầm ngày quê tôi đi dùng sông còn điện biên mỹ khỏi phải chờ lâu kính hoàng nhà trắng lúc này quay ta những tiếng công nói tiếp vàng lần hát bà kiếm chạc tốt cầu tông bạc bộ đội biên hòa đồng lọt tiếng công một căn cứ nhập yêu đó là tổng kho lâm bình được xem là cái gia này phương đông cả ba bộ đội ta với phương châm đắng đánh bồi bí mật đường rào tổng kho lòng bình rừng lửa mở căm những sông liên tục chương trình là bài ca vọng cổ nhịp 32, bài ca mang tựa đề Tình Chinh Phụ, một sáng tác của anh Liệt. Bài ca này sẽ do Ngọc Hà trình bày. Oh.
mờ quán ai bóng người thương biển biệt biên thủy. Oh,
Và sau cùng là trích đoạn cải lương Ngài Tàng Bảo Chúa, sáng tác của Lê Duy Hạnh. Thành phần diễn viên của chúng tôi sau đây: Ngân Thảo trong vai sinh viên Thanh, Thái Hùng trong vai thiếu tá Khiêm, Linh Phụng trong vai Vú Sáo và Thanh Hậu trong vai Thượng Sĩ Văn. Má kìa, Thanh con. Má, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Má ơi, đêm qua con mơ thấy được gì? Dạy bảo con đủ điều. Con thấy bạn bè hiền lên thật nhiều, nhắc nhở con biết bao điều thân ấy. Tụi nó đánh con nhiều lắm hả con? Đêm qua tụi con đang hát giữa chừng, cảnh sát xông vào đàn áp, con bị đánh đến chết ngất. Khi tỉnh dậy, con thấy mình nằm bên cạnh Hùng và Lân. Nhưng ba đứa tụi con bây giờ cũng đã tỉnh hết rồi má à. Má, vừa rồi đưa con lên thẩm vấn, chính anh Khiêm đã tát tay con đó má. Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Thanh ơi, má nhớ ngày con còn dài, má đâu dám đánh con một roi nào, má sợ đau thân con càng đau ruột má. Nhớ có hôm con đi chơi trợt ngà, về nhà má nhẹ xóa dầu vì sợ con đau. Nhìn vết máu ôm vào lòng, má nhẹ nhẹ cất lời ru con ngủ. Tiếng má ru con ngày nào sao thương má, má trong cuộc sống
cả đời má chỉ có một mình con. Má không muốn con sống trong cảnh đói nghèo cơ cực. Thân má đã lỡ rồi, má đã cam chịu cả năm nay. Nhưng riêng con, má không phải là ngày anh sao. Những ngày
rồi giờ đây được quyền cao chức trọng, mày trả ơn cho thứ như vậy đó hả Kiên? Hồi nhỏ khác, bây giờ khác, có bao nhiêu đó nhắc hoài. Ở đời là phải biết thức thời, sống là phải biết khôn, để chọn cho mình con đường chứ vô. Anh Khiêm, anh còn dám nói là anh khôn? Anh biết à, khôn như anh là khôn của phường bán đó. Và biết như là biết chạy theo ngoài ban để kiếm chắc sơn ăn giàu. Anh đã quên hết nghĩa ân, con lẽ người ăn phòng chưa con người. Như là quý bá của anh, nó còn hằng xấu trong thù hận, mà hận thù nào thì cũng có trả hết nhai. Anh đừng tưởng bọn Mỹ mà ngồi đây là anh có thể ngồi yên trong vòng tay. Linh Phùng xin mời chúng ta cùng nán lại để nghe giọng hát của Quỳnh Như. Quỳnh Như là khách mời của chương trình. Xin mời Quỳnh Như ạ. Quỳnh Như sẽ trình bày cho chúng ta nghe một bài thơ mà Quỳnh Như yêu thích nhất. Xin mời. Dạ, Quỳnh Như cũng xin gửi lời chào đến tất cả các nghệ nhân cũng như tất cả các anh chị có mặt trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Và Quỳnh Như xin phép được tiếp nối với chương trình giao lưu. Tài tử và cải lương ngày hôm nay sẽ là một bài giọng cổ cũng rất là quen thuộc, được mang tên Về Đồng Nai, nhạc Xuân Hồng, lời cổ Phạm Văn Phúc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bè nước chảy chia hai,
thuộc chân quay về. Con nước đỏ phù sa ôm ấp niềm thương trong tiếng hẹn câu thề, từ đổ ra đi bước chân quê mòn mỏi, hỏi có bao giờ anh nhớ tới đồng nai yêu ước gian chiều tim đỏ cuối chân mây nắng đất chiều phai để người nhớ mong người hoàng hôn ngắm người câu hát mùi chia tay dù con mơ khi ai thì đồng nai chương trình giao lưu của chúng ta. Và Linh Phụng xin chân thành cảm ơn ban giám đốc trung tâm văn hóa huyện Long Thành đã tạo điều kiện để chúng tôi có được buổi giao lưu ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn đạo diễn Phượng Hoàng đã đưa ekip về để ghi hình trong cái chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa Linh Phụng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và bây giờ sau khi kết thúc chương trình thì xin mời đạo diễn cũng như các lãnh đạo, quý lãnh đạo đại biểu cũng như là hai đơn vị của chúng ta, chúng ta cùng bước vào trong sảnh để dùng một bữa tiệc nhẹ. Xin cảm ơn rất nhiều. Linh Phụng xin mời hết tất cả hai đơn vị chúng ta cùng ra để chúc mừng bữa tiệc ạ.